Cảm ơn Quốc Nam. Sau đây xin gửi đến quý vị phần tin khác. Trung Quốc tăng tốc xây dựng ở quần đảo Hoàng Sa. Hải khẩu Hải Nam, nhà cầm quyền Trung Quốc loan báo các kế hoạch đang được đưa ra để thúc đẩy nhanh chóng chương trình phát triển ở quần đảo Hoàng Sa, phần lớn tập trung vào đảo Phú Lâm thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một bản tin được đăng tải trên Tân Hoa Xã và lặp lại trên tờ Trung Quốc nhập hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012 thuộc lời Tưởng Định Chi, Chủ tịch tỉnh Hải Nam nói, thúc đẩy nhanh các sự dự án xây dựng ở Tam Sa trên nhiều lĩnh vực gồm giao thông, viễn thông, cấp nước và điện, tiếp vận cũng như xử lý nước thải và rác. Ông Chi nói, như trong Quốc hội về khai thác các vùng biển được tổ chức ở thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam, đồng thời loan báo các dự án phục vụ cho các chương trình phát triển tài nguyên ở Tam Sa sẽ được ưu tiên. Lời nói Tưởng Định Chi chỉ lặp lại những lời loan báo từ hồi tháng trước mà Tân Hoa Xã đã loan báo nhằm phát triển thành phố Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam, tức ba nhóm quần đảo bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tháng 1 năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đến năm 1988 thì đem lực lượng tới quần đảo Trường Sa cướp một số đảo nhỏ và bãi đá ngầm của Việt Nam. Trong cuộc họp ở Hải Khẩu, Tưởng Định Chi đồng thời loan báo nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ hậu thuẫn nhiều hơn nữa cho các chương trình phát triển từ ngư nghiệp, du lịch đến khai thác dầu khí ở các quần đảo cướp của Việt Nam. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam rất nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động của Bắc Kinh ở Tam Sa, đặc biệt là tại đảo Phú Lâm, Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng Đảo, trong quần đảo Hoàng Sa. Nhưng những lời phản đối suông của Hà Nội trong thế yếu nước nhỏ đã không hề làm Bắc Kinh động lòng, dù mỗi khi các lãnh tụ hai nước gặp nhau đều ca ngợi tình nghĩa 16 chữ vàng. Với tinh thần bốn tốt, đảo Phú Lâm bị Trung Quốc dùng làm đảo chính yếu, làm bàn đạp để phát triển cả khu vực.